Luôn cho tất cả anh em quay lại video tiếp theo của tôi nhé. Tôi đã phải câu chuyện anh em chờ tôi chút nha.
Cuban boy. Cái gì em ơi? Rồi. Lấy gì ạ? Nhịn nào? Cho anh nhịn. Thử thách nhịn 24 giờ. Em cho anh gì ạ? Đi đâu? Hả? Được. Cái gì? Không phải đi đâu. Giờ thử thách nhịn 24 giờ. Rồi cho mẹ anh làm tiếp. À, cho mẹ anh làm tiếp. Chuyển chưa? Anh mà lắp điện thoại cho em chứ lắp ở nóng đấy. Đấy chứ nhỉ. Rồi mình nghe là ở đằng kia mát hơn nhỉ. Cho mình này hay lắm nhỉ. Để mang nhiều cây. Đây cũng có cái nhà ha. Hay em hãy ra để coi nhỉ. Lấy cây nhiều này. Hả? Lấy cây nhiều này. Chục ngày quay ở đấy. Ừ.
ta nói biết mình chơi học quản nhỉ? Tên nick kia mày. Tên đấy cái tên là quang mà. Dạ. Sao lại em vào nhé? Hay là bạn nào muốn nick? Nhưng mà là bạn nào? Bạn chia sẻ cho Thúy Hằng. Bạn nào? Thúy Hằng. Em bên Thúy nào đấy? Bị em này. Bạn đã gặp ở đấy không? Thế phải thoại em chia sẻ đường lâu lâu ấy. Thúy Hằng công an này. Gắn thẻ nhá. Gắn thẻ không? Không gắn hệ được anh. Con này 34 gì ạ? Con này con thoại này 64 cho quay được ít nhỉ? Tôi là 34 gì nhỉ? Nhưng mà 34 sao? Quay được hai cái mình phải chuyển lên 34 sách về ướt mày đi tắm được mà từ người tắm được thì đâu có vì có người chết muốn năm lên muốn năm người lên cứ tắm thì đi giống như có sao đâu không bây giờ có mấy ai chuyển lại ảnh đi tắm đồng lúc đó em bảo là em đi tắm đồng thế lúc sau mà em đi tắm đầm đầm với đầm nó khác nhau này. Sao cũng được không được gắn thể đi kia được mày gái không? Cái thứ ba. Sao anh cút rồi? Mới bắt đầu. Cái thằng cũng được mày gái. Cứ tính theo giờ lên thôi em. Con bé này cũng nghĩ lúc nào lên lên mới tí trong mình phải vào kia có ba đứng trong kia và là cái chỉ đâu lấy cây này cả lấy là gì là không là lấy và anh Quang bảo cứ đứng lấy bảo bà ấy và cứ nhìn mình cái, anh Quang bảo không phải đi đâu đâu bảo lấy cho cụ gì cây lấy nhiều lấy là quanh
Nhưng mà mới xuống thăm mà, đúng không? Không. Mà kia kể cho mẹ hai đứa ấy. Mẹ nào về? Mẹ nuôi. Mẹ nuôi về. Chứ mà mẹ này về làm gì? Bà khỏe, lượn đang tập xe máy mà. Bà ngoại, bà mua xe và được tập xe máy. Tôi chưa quản đi mua đồ ăn rồi nha. Vẫn chưa nhỉ? Vẫn chưa nhỉ?
Là tạm 12 giờ trưa nha. Mẹ nó nhờ đối với cái trò chuyện
mấy lượt. Mấy chục năm rồi. Năm không làm video bán niềm chưa 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 tưởng sao ngoan đi à? Có. Chị nằm nóng lại mua thêm lúc. Thế đây làm gì? Đây. Đây là thịt lợn chết. Người ta ghi ở bao bì là thịt bò khô như vậy nhé. Nó có cay cái thịt bò trong cái đấy không? Có cay cái thịt bò đấy không? Nó vẫn còn nằm nằm thì ngọt đúng không? Nào đi thác là yến ăn mấy tô không đi đi đâu có phải yến ở đâu nào nào một tô này có quá có ai được ăn biết phí không nhiều còn phí ngõ đầu rồi mình nên mình thả bột mình làm review. Là mình phải không mình ăn làm 10% pin mà ngay từ sáng không hết phường có mười mấy người nhỉ? Phường có 15 người hay 14 người 11 đứa đấy còn đúng có mỗi 4 mà anh đây chưa đến mức kỳ thiếu đấy con gái con trẻ
Đi châu lại đi. Đi châu không ai ăn được. Anh trách thôi duyên bê bận phận tình mình quá tranh. Không ăn nốt rồi đi thằng kia. Ăn từ nè. Nào được sách cái cục nút bạc chơi. Lúc nào được sách cái cục nút bạc đi chơi. Cuối năm em ạ? Nhiều. Thật anh đang cố gắng cuối năm. Khó lắm. Nút bạc là bao nhiêu? 100.000. Ủa anh bây giờ được 200.000. À 200.
ăn ở miệng nó rất giống với thịt bò khô anh ạ. Đừng xe ngoài. Tăng lực vàng khác mỗi vị hả? Tăng lực vàng khác mỗi vị. Là cường mới đang như này à? Gì? cái gì buồn khi nhớ nhà này à? Không đăng lại. Bị ấn nhầm hay sao em có được đăng? Phát triển cái công buông cái cầu đúng không? Thì mày mình có cái cầu. Cái gì? Có cái gì? Bạn bắt hôm nay mặn kiểu gì nhỉ? Ngon phết. Anh mua ở đâu đấy? Về làm yến ăn chơi chơi mà. Cái lá gì hôi hôi gì mà
Em xem con này này. Hả? Em xem con này với thằng anh. Anh muốn nửa đêm quề mẹ 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 điền à. Chuyển cho sáng lên. Đến 12% một con. 47. Hả? 47. Thế đó, câu lên ra thì lắp máy cho con nhé. Máy này quay được 7 cái rồi. 3 hay 4 thì 9. 3 thôi. Đây video chủ đề chưa? Nó chưa. Tí nữa đổi cảnh nhá. Ngồi bên này.
Bây giờ tôi đi đây để kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại em ở video khác. Quay em chào lại.